phần nào hiểu được những nét văn hóa truyền thống đặc sắc riêng có của người Cơ Ho Sơ Rê, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Chúng tôi xin giới thiệu những nét đặc trưng của lễ hội Nhô Rê Hê mừng lúa mới do các nghệ nhân dân tộc Cơ Ho Sơ Rê, thôn Bồ Liên, thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng tái hiện. Cho đàn trâu nhiều như con ốc dưới suối, hỡi lũ làng, chúng ta hãy cùng về đây mở hội. Già làng làm lễ hiến sinh, xin cho hạ giản chiêu xuống. Trong lễ hội Nhô Rê Hê mừng lúa mới của đồng bào dân tộc Cơ Ho, lễ vật thường có rượu cần, gạo, cá khô, muối, xôi và trái cây. Trong nghi thức lễ luôn có tục lệ hiến sinh để tạ ơn già.
Vào những năm được mùa làm lễ lớn thì hiến sinh bằng trâu, nhỏ hơn thì hiến sinh bằng dê hoặc bằng gà. Xa làng thực hiện nghi thức hiến sinh, vật hiến sinh là một con gà trống. Già làng dùng máu vật hiến sinh bôi lên trên cây nêu, bôi lên các mặt chiêng. Và bôi lên trán của các thành viên về dự hội để cầu sự may mắn, sức khỏe, bình an đến cho mọi người. Cầu cho mùa rẫy năm sau, giang cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Già làng xin phép giàng cho hạ giàng chư xuống để buôn làng cùng mở hội. Cho các thành viên và khách mời. Trong những dịp lễ hội khi men rượu cần đã ngấm sâu vào mỗi người, thì đây cũng chính là lúc các chàng trai thử tài đánh chiêng để chiếm lấy trái tim của các cô gái. Đấu chiêng ru là một hình thức đấu chiêng của người Co Ho. Trong thể thức này, các chàng trai sẽ dùng nghệ thuật đánh chiêng của mình để ép đối phương, không đánh chiêng được sẽ giành chiến thắng. Và phần thưởng dành cho người chiến thắng là những ly rượu cần và những nụ cười ngọt ngào của các cô gái Co Ho. Tiết mục đấu chiêng ru với phần biểu diễn của nghệ nhân Cà Bét, nghệ nhân
Ca Ken và nghệ nhân Ca Bình.